lời thoát cái body, nhưng mà vẫn muốn có một làn da trắng sáng mịn mỡ, đặc biệt là không đồi mồi sau tuổi 25 thì mọi người nên dùng thử sản phẩm viên uống trắng da Diamond White Day and Night phiên bản 2023 do công ty dược phẩm Natru Việt Nam sản xuất và Ngọc Trinh làm thương hiệu đại diện. Nice. Đối với những tình yêu nào không có thời gian để chăm bôi thoa da thì mọi người dùng giảm viên này vừa tiết kiệm thời gian mà vừa hiệu quả cao. Thành phần chính, thứ nhất chiết xuất tế bào gốc từ táo xanh Thụy Sĩ, giúp chống oxy hóa mạnh, giảm hình thành nếp nhăn, giảm hình thành da lỏng lẻo chảy xệ. Thứ hai đó là chiết xuất từ yến xào Nhật Bản. Yến xào Nhật Bản có hàm lượng gấp 5 lần so với yến xào cùng loại nên giúp khả năng hòa tan cao, khả năng hấp thu cao hơn và đặc biệt là để tăng cường sản sinh collagen giúp da phục hồi nhanh hơn, trẻ hơn nha. Thứ ba đó là chiết xuất từ nấm men Nhật Bản, thành phần này giúp ức chế sản sinh melanin, làm da trắng sáng hơn, ngăn chặn đồi mồi, hạn chế đồi mồi. Nên là sử dụng em này nha, đến tận bây giờ em vẫn không có đồi mồi luôn cả nhà. Một hộp 60 viên uống trong 1 tháng, một hộp ban ngày 30 viên, một hộp ban đêm 30 viên. Viên uống ban ngày có thêm hai thành phần đó là L-cysteine và L-glycine. Hai thành phần này giúp tăng cường sản sinh glutathione tự nhiên, giúp da trắng sáng mịn mởn từ bên trong, ngăn ngừa sạm, ngăn ngừa nám da. Viên uống buổi tối có collagen, cao đương quy, hà hữu ô, giúp cải thiện độ đàn hồi, săn chắc và duy trì độ ẩm cho da. Cách sử dụng đó là sử dụng một ngày 2 viên, sáng 1 viên và buổi tối 1 viên. Tình yêu sử dụng sau 15 đến 20 ngày bắt đầu sẽ thấy da bồng tông, mởn mịn. Cái điều đầu tiên em sử dụng sau 15 ngày là sẽ thấy da em mởn mọi người nha, mởn mịn và nó sáng từ bên trong. Các chị sử dụng sau 25 ngày sẽ thấy da bọc tông, trắng sáng và cải thiện hẳn rõ luôn. Công ty có cam kết nếu sử dụng sau 25 ngày mà không hiệu quả công ty sẽ trả tiền. Đây là cái cam kết của công ty. Một liệu trình là 3 hộp uống trong 3 tháng. Với cá nhân của em thì chấp sản phẩm này là 9 trên 10 mọi người ạ. Vì em rất thích bản thân em, cá nhân em đã sử dụng sản phẩm này là 6 năm rồi. Từ lúc em sử dụng là Beauty Plus đến là Diamond White đỏ, bây giờ là Diamond White tím. Nên mọi người yên tâm, bản thân sử dụng và chị biết là rất là tuyệt vời luôn. Nếu được, các tình yêu nên dùng viên uống trắng da Diamond và sữa ông chúa kết hợp sẽ hiệu quả cao hơn. Da căng, mướt, mịn, trắng sáng như gái 18 là có thiệt. Đặc biệt còn tăng nội tiết tố và giảm tình trạng khô hạn của bé. Cả nhà nhớ follow kênh để nhận nhiều chương trình ưu đãi nhé.